truyền thông Hàn Quốc rất thất vọng với trận thua của đội tuyển bóng chuyền nước này trước tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta lại thua Việt Nam, đây là thảm họa thứ hai liên tiếp sau môn bóng chuyền nam ở ASEAN 19. Đội nam đứng thứ 7 và lần đầu tiên không giành huy chương sau 61 năm, tờ Sport Joseon nhận xét về trận thua của đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Sáng 1 tháng 10, đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc gặp Việt Nam trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng C. Đội bóng này dẫn trước 2-0 với các tỷ số 25, 16 và 25-22. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thắng ngược ở 3 set sau đó với các tỷ số 25-22, 25-22 và 15-11. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 liên tiếp trước Hàn Quốc chỉ chưa đầy 2 tháng. Lần gần nhất là tại giải vô địch châu Á 2023 tổ chức ở Thái Lan. Giờ đây chúng ta phải thừa nhận bóng chuyền Việt Nam mạnh hơn Hàn Quốc, tác giả bài viết nhận định. Với trận thua này, bóng chuyền Hàn Quốc nhiều khả năng tay trắng ở ASEAN 19. Đây là thành tích đáng thất vọng với họ bởi Hàn Quốc thống trị bóng chuyền ở nhiều kỳ Á vận hội liên tiếp. Kể từ ASEAN 1966, đội tuyển bóng chuyền Nam Hàn Quốc luôn giành huy chương. Trong khi đó, từ năm 1962 trừ ASEAN 2006, đội tuyển nữ đều nằm trong top 3. Tờ Sport Joseon cho rằng, quyết định giải nghệ của nữ hoàng bóng chuyền Kim Yeon Kung khiến bóng chuyền nữ Hàn Quốc đi xuống. Chủ công sinh năm 1988 là huyền thoại bóng chuyền của Hàn Quốc, đưa đội tuyển nước này lên tầm thế giới. Kim Yeon Kung xuất hiện ở nhà thi đấu với tư cách bình luận viên của đài truyền hình KBS. Tác giả bài viết miêu tả cô gái này sốc khi chứng kiến trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Kim Yeon Kung tích cực bình luận khi Hàn Quốc thi đấu tốt đầu trận. Tuy nhiên, dường như cô chẳng nói được gì kể từ set 3, tác giả viết. Nếu thắng Nepal, đội tuyển Hàn Quốc sẽ đứng nhì bảng C. Họ và Việt Nam lọt vào vòng 2 và ghép cặp với hai đội bảng A nhiều khả năng là Trung Quốc và Triều Tiên. Kết quả của trận đấu ở vòng 1 được giữ nguyên, vì vậy Hàn Quốc khó có cơ hội đi tiếp.